Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi muốn nói về câu chuyện luật, luật liên quan tới luật. Các bạn có bao giờ nghĩ là mình sẽ làm di chúc cho một ai đó hay không? Tôi thì đây là cái câu chuyện nước ngoài. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nên suy nghĩ, và chúng ta nghĩ rằng là thông thường thì ở Việt Nam mình thì di chúc chỉ dành cho các ông bà, để dành cho các con ruột, và thậm chí thì cái việc phân chia đó cũng không đồng đều, dẫn đến tranh chấp. Thôi bây giờ chúng ta thoát đi một dòng ở nước ngoài để chúng ta hiểu thêm thì những cái quy định. Thì thông qua cái video này, tôi chỉ muốn nói với quý vị và các bạn rằng di chúc là người có tài sản, có ý chí để lại cho những người không hẳn là con ruột, là cháu ruột, là những người gọi là trực hệ, mà để cho những người khác nữa. Đây là cái câu chuyện của tôi. Bài báo này ở trên báo thể thao: cô bé nghèo trả lại tỷ phú chiếc cặp quý. 3 năm sau, con trai ông làm một việc bất ngờ. Vào một buổi tối mùa đông cách đây hơn 30 năm, tại thủ đô Washington, nước Mỹ, một quý bà không may đánh rơi chiếc cặp tài liệu trong bệnh viện. Chồng của quý bà là một thương nhân giàu có. Ông đã vội vã quay lại bệnh viện giữa đêm hôm để tìm kiếm. Bởi vì trong chiếc cặp không chỉ rất nhiều tiền mà có cả một tập tài liệu mang thông tin mật của thị trường tài chính. Thông thường thì đây cũng là lời khuyên cho một số anh chị, nếu như trong trường hợp có những cái tính đãng trí thì chúng ta hôm nay nên có một cái trợ lý nào đi theo. Vị thương nhân đang đảo mắt tìm kiếm thì thấy một đứa trẻ rách rưới đứng ở hàng lang bên cạnh. Cô bé đứng dựa vào tường, người vẫn co rúm trong bộ quần áo mong manh, và trên tay cô bé chính là chiếc cặp mà vợ ông đặt mất. Cô bé tên là Siyada, đang cùng mẹ điều trị trong phòng cấp cứu bệnh viện. Tính mệnh mẹ cô bé vô cùng nguy cấp, tất cả tài sản trong nhà đã bán sạch. Vậy mà ngay cả tiền viện phí một đêm ở bệnh viện họ cũng không đủ để thanh toán. Không có tiền, ngày mai mẹ Siyada sẽ phải rời khơi nơi đây. Siyada bất lực đi lại trong hành lang bệnh viện, cầu nguyện Chúa sẽ phù hộ cho bệnh của mẹ mình. Lúc đó có một phụ nữ sang trọng từ trên lầu bước xuống. Bà đánh rơi chiếc cặp màu đen ngay trước mặt Siyada. Có lẽ trong tay vẫn còn nhiều đồ vật khác nên bà không biết chiếc cặp bị đánh rơi. Lúc này trên hành lang chỉ có mình Siyada. Cô bé chạy lại với nhặt vội chiếc cặp và vội vàng đuổi theo người phụ nữ. Nhưng khi Siyada đã đến cửa thì người phụ nữ đã bước lên xe hơi rồi đi mất. Siyada mang theo chiếc cặp trở lại phòng. Vừa khi vừa mở ma ra, cả hai mẹ con cô bé đều giật mình sửng sốt khi nhìn thấy bên trong là một khoản tiền rất lớn. Trong giây phút đó, họ hiểu rằng số tiền này để trả toàn bộ viện phí, cứu được mẹ con họ qua cơn nguy kịch. Nhưng mẹ Siyada đã không làm vậy và yêu cầu con gái mình đem chiếc cặp ra hành lang, đứng đợi người đánh mất quay lại. Bà nói, người đánh mất có lẽ sẽ rất lo lắng và sốt ruột. Cần nhất trong đời người chính là sự giúp đỡ người khác, biết nghĩ cho người khác. Việc không nên là đánh mất chính bản thân mình. Tham lam tiền bạc bất nghĩa. Tuy được sự giúp đỡ tận tình của vị thương nhân, nhưng mẹ của Siyada cũng đã ra đi, để lại một mình cô bé bơ vơ trên cõi đời này. Hai mẹ con Siyada không chỉ trả lại vị thương nhân toàn bộ số tiền, mà quan trọng hơn đó là toàn bộ tài liệu đã được quyết định sự thành công của ông trên thị trường tài chính. Chính điều này đã giúp vị thương nhân trở thành một đại gia giàu có.
Sau khi mẹ Siddhartha ra đời, qua đời, vị thương nhân đã nhận Siddhartha về nuôi, tạo điều kiện cho cô ăn học và trưởng thành. Sau này khi đã hoàn thành chương trình đại học, Siddhartha đã giúp đỡ ông xử lý công việc. Tuy nhiên, ông không cho Siddhartha bất cứ chức vụ cụ thể nào. Nhưng trong thời gian dài thực tập và trợ giúp ông, Siddhartha đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá. Siddhartha cũng trở thành nhân tài trên thương trường, giúp đỡ vị thương nhân các thương vụ làm ăn và định hướng phát triển đến những năm cuối đời. Khi vị thương nhân trải qua cơn nguy kịch, ông đã để lại một bản di chúc viết rằng: trước khi gặp mẹ, hai mẹ con Siddhartha, tôi đã là một người rất nhiều tiền. Nhưng đứng trước hai mẹ con nghèo khổ, dù bệnh tật vẫn từ chối khoản tiền lớn để cứu chính mình, tôi mới phát hiện họ chính là những người giàu có nhất. Họ có một phẩm chất đạo đức cao thượng, và đây cũng chính là điều một thương nhân như tôi có được. Tiền bạc mà tôi kiếm được đa phần là do tranh đấu giành giật mà có. Họ đã khiến tôi cảm nhận được một chân lý: tài nguyên quý giá nhất đời người chính là phẩm hạnh. Tôi đã nhận nuôi Siddhartha không phải là đền ơn, đáp nghĩa, cũng không phải vì đồng cảm, mà vì tôi muốn mời một tấm gương làm người về có Siddhartha bên cạnh. Cô bé giúp tôi nhắc nhở bản thân mình trên thương trường những việc nào nên và không nên làm, đồng tiền nào nên và không nên kiếm. Đây chính là nguyên nhân tạo thành công cho tôi những năm sau này, giúp tôi trở thành một tỷ phú. Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi để lại cho Siddhartha kế thừa. Đây không phải là một món quà, mà là vì tôi mong muốn sự nghiệp của tôi được phát huy hơn thế nữa. Tôi cũng tin tưởng những đứa con thông minh của tôi hiểu được dụng tâm khổ ý này. Sau khi từ nước ngoài trở về, người con trai của vị thương nhân lập tức ký ngay vào bản thừa kế tài sản cho Siddhartha mà không mảy may do dự. Tôi đồng ý cho Siddhartha kế thừa toàn bộ di sản của cha tôi để lại, đồng thời mong muốn Siddhartha sẽ là vị hôn thê của tôi. Anh này anh khôn quá. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của luật thừa kế ở Việt Nam thì nếu một ai đó giống như ông tỷ phú này, ông có tài sản thì ông có quyền, khi ông còn minh mẫn, khi ông còn sáng suốt thì ông sẽ để lại tài sản của mình cho một ai đó. Và ông thấy rằng, giống như trong trường hợp vị tỷ phú này, thấy rằng cái tài sản để cho cái cô bé Siddhartha sẽ bảo tồn và phát triển hơn và còn khôn hơn nữa, thì cái anh con của tỷ phú đã kết hôn thì chẳng mất vào đâu. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ kiếm và đi tìm một số những cái thông tin, những cái trang báo liên quan đến luật để cho nó bớt khô khan, và thông qua những cái câu chuyện của báo chí tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn như một cái lời giải trí nhẹ nhàng trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Kính mong quý vị và các bạn, quý khán giả ủng hộ chương trình. Tôi xin trân trọng cảm ơn.